Hello cả nhà, hôm nay sáng sớm nhóm mình đi bộ kiếm đồ ăn sáng ở khu vực khách sạn ở đường Lý Chính Thắng, quận 3, Sài Gòn. Nhóm đang đi dạo ở hẻm 60 đường Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Sài Gòn. Ở trong hẻm cũng có nhiều quầy bán thức ăn ngon. Nhóm mình tính đến quán ăn chay nhưng đến sớm quá, quán chưa mở cửa. Để đợi quán mở cửa, nhóm đi bộ đến quán cà phê Highland uống cà phê rồi mới trở lại quán ăn chay. 7:30 quán mới mở cửa. Nhóm đang đi dạo trên đường Lý Chính Thắng, quận 3. Cái này nó ghép vô nè tí. Nhóm đi vào quán cà phê Highland ở số 45 đường Lý Chính Thắng, quận 3. Mua có cái ống nút
mà điều ông lúc thì có thằng phòng đại luôn gì tính được á, bật lên cái này uống mà ừ, dễ dễ là dễ cho thôi. Còn nà hôm qua ông hút như là cái bình nước vậy đó. Nếu mà hỏi á. Với mừng gãy bánh sữa, mua một cây bánh sữa đi. Cái bánh này nè. Cái bánh sữa. Chị muốn cái size nào, cái size lớn hay nhỏ, hay size nhỏ rồi. Size nhỏ thôi đi. Size nhỏ. Nhỏ nhỏ dữ không á. Mày uống size lớn size nhỏ vừa. Thế hỏi. Ở size nhỏ phải không? Nhỏ hết luôn rồi đó, phải không biết size lớn. Đây. Thì hỏi giá. Ở hải lầu đó hả? Bây giờ thử đi, mở thử đi. Nó dớt dớt mình đi. Mình để như sạch sạch, mình sạch sẽ, sợ nó bụi rồi đó. Chứ không thấy người gì không? Nhóm order 3 ly cà phê sữa đá loại nhỏ 87.000, một phần bánh su kem 4 cái loại nhỏ 29.000, tất cả là 116.000. Uống cà phê ở Highland xong, nhóm qua quán chai ăn bún rưu chai. Ăn uống xong, nhóm về chuẩn bị hành lý trả phòng để đi ra phi trường đi Đà Lạt. Trên đường đi ra phi trường đi với taxi xanh. Nhóm đi Đà Lạt nên qua phi trường nội địa. Vừa kiếm cách cái gỗ phá ra cho nó phá đã quên mà nó rồi. Quá rồi. Quên nó.
không chiếc lại rồi ra đây rồi phải đi. Nó đi qua bên đó rồi. Hai lần đó. Giờ đi sớm quá. Đi sớm quá rồi dạ. Nhấn vào quán Phoenix ở phi trường nội địa để ăn. Ở đây thì mì ý, mì ý, bò với cà. Cơm này cơm gì à? Cơm chiên lá quế à? Lá quế hả? Không biết hả? Ở đây là lá chị báo luôn đi. Không, có mày, có mày. Để cái này đó. Nói Có. Em nói với chị Giang á, em nói là trường đi chạy về á, thấy đi em đi rồi á, chúng ta đi lại. Chị Giang là anh Giang mãi đi qua bên chợ đêm có gì ăn gặp gặp chắc không? Nhóm order một phần mì ý, hai phần cơm chiên lá quế, một phần cappuccino, hai phần soda trái giải, tất cả là 565.000. Ăn xong nhóm đi vào bên trong phi trường để check in hành lý đi Đà Lạt.
Thưa quý khách, chào mừng quý khách trên chuyến bay mang số hiệu VN1386 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt. Để máy bay khởi hành đúng lịch trình, đề nghị quý khách ngồi đúng số ghế, xếp gọn hành lý xách tay trong ngăn đựng hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước, không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Đề nghị quý khách tắt các loại máy thu phát sóng, tắt điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ sử dụng trên máy bay và chế độ im lặng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Nhóm đã tới phi trường Liên Khương Đà Lạt, phi trường cách trung tâm Đà Lạt khoảng 30 km về phía nam. Nhóm đang đợi taxi đến đón. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Hẹn lại video sau. Bye bye!